Báo Zetanet đưa tin, nạn nhân là Tiểu Lê ở huyện Danh Sơn, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chỉ còn vài tháng nữa qua sinh nhật 18 tuổi, là cô gái tính tình hướng nội, ít nói nhưng rất hiếu thuận. Trước đó, Tiểu Lê bị bố mẹ đưa đến chỗ làm việc ở thành phố ven biển để đi học. Sau đó vì muốn cho con gái một môi trường học tốt, bố mẹ cô đã chuyển đến Danh Sơn, đăng ký cho cô bé học cấp 2 tại đây, rồi thuê một căn nhà nhỏ, ngày ngày đi làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, 2 năm trước, Tiểu Lê đột nhiên không muốn tiếp tục đi học, học hết năm đầu cấp 3 thì thôi học. Bố mẹ cô liền tìm cho cô việc làm thêm trong một quán ăn, nhưng Tiểu Lê cũng chỉ làm ở đó một tháng rồi bỏ. Số tiền 2.000 khoảng gần 7 triệu đồng, trong tài khoản ngân hàng cũng chính là tiền lương cô kiếm được khi làm việc ở đây. Ngày 15 tháng 5, mẹ Tiểu Lê chỉ đường cùng con gái đi chợ mua rau. Trên đường về nhà, Tiểu Lê nói muốn đi dạo một mình. Đang lang thang đi trên đường, Tiểu Lê bị một tên thầy bói dạo ngồi bên đường gọi lại, nói mấy năm nay vận số của cháu không được tốt, tinh thần bất ổn, đây được gọi là ngũ hành bất định. Tiểu Lê nghe xong bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng ngay lúc này, họ Hồ lại điềm tĩnh nói mình có cách giúp cô bé giải trừ tai nạn, nhưng cần phải trả số tiền 800 làm tiền phí. Tiểu Lê không mặc cả, nhưng cô không mang theo đủ tiền mặt trong người. Trước khi rời đi, cô bé còn hát que chat của gã họ Hồ, dự tính chiều sẽ đến gặp vị thầy này để thay đổi vận mệnh. Đoạn đường nơi họ Hồ bày biện bói toán. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, Tiểu Lê một mình đến địa chỉ mà họ Hồ gửi qua que chat. Lúc đó, Tiểu Lê mang theo người một tấm thẻ ngân hàng 2.000, số tiền cô bé đi làm thêm tiết kiệm được. Họ Hồ nói, muốn thay đổi vận mệnh phải đóng 800 khoảng hơn 2 triệu đồng, tiền phí. Nghe vậy Tiểu Lê đi xuống cây ác dưới lầu rút tiền rồi quay trở lại nhà họ Hồ. Lên đến nơi, hắn ta đưa Tiểu Lê vào phòng ngủ, rồi lấy một bát nước dùng ngón tay búng nước trong bát nói đang làm lễ tiêu tai cho cô bé. Đồng thời hắn còn lừa cô bé cởi quần áo rồi tiến hành phương thức âm dương bù trừ quan hệ nam nữ, sau đó nhân cơ hội cưỡng dâm cô bé. Tiểu Lê liên tục phản kháng nhưng gã ta vẫn không chịu buông tha. Chiều tối cùng ngày, Tiểu Lê về nhà như bình thường và sau khi ăn xong, cô bé một mình đến bệnh viện hỏi bác sĩ tư vấn. Bạn của cháu vừa mới bị cưỡng dâm, vậy cháu phải làm thế nào? Bác sĩ nói với Tiểu Lê lập tức báo cảnh sát thì cô bé nghe lời và đến đồn công an huyện Danh Sơn báo án. Đến lúc này, bố mẹ cô mới biết chuyện xảy ra với con gái mình. Cảnh sát ngay sau đó đã khống chế đối tượng rồi đưa về đồn điều tra. Ban đầu hắn nhất mực phủ nhận, nói bản thân không có khả năng sinh hoạt tình dục, đây cũng chính là lý do hắn ly hôn với vợ cũ. Hơn nữa, vào lúc Tiểu Lê đến nhà thì mẹ hắn vẫn ở trong nhà nên hắn không thể có cơ hội để giở trò với cô bé. Tuy nhiên, mẹ hắn cho biết, lúc đó mình đi ra ngoài cùng với nhân viên bán bảo hiểm nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Điều đặc biệt là trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện họ Hồ còn liên quan đến một vụ án cưỡng dâm khác cách đây 14 năm với tình tiết tương tự. Năm 2005, nạn nhân là chị Ngâu, người vừa kết hôn gặp phải họ Hồ khi đang đi trên đường. Hắn nói chị có mệnh khắc phu, hắn ta có thể giúp chị xin một lá bùa để hóa giải, và cũng yêu cầu chị này phải trả 800, đồng thời cũng yêu cầu đến nhà mình. Nạn nhân hoàn toàn tin vào những gì họ Hồ nói, tại nhà đối tượng, hắn cũng sử dụng cùng một phương thức để cưỡng dâm nạn nhân. Tuy nhiên, do một tuần sau khi sự việc xảy ra chị này mới báo cảnh sát, do thời gian quá lâu không đủ bằng chứng đối chứng nên họ Hồ đã được thả ra. Vụ án vẫn đang trong quá trình tiếp nhận điều tra xét xử. Theo Zetanet.